Thank you.
8 giờ lên thư viện, 9-10 giờ đã thấy từng đôi chim bay đi rồi. Hay quá. Có học hành gì đâu. Chỉ học có mấy tiếng. Hồi bọn anh có bay đi đâu. Có bay biết, đâu được. Ai có bay đâu. Có chỗ để bay chứ. Bay đi. Đây, đứng ra đây này. Đây, thư viện chúng ta về từ đây đi học. Bay đi. Em hỏi nhau. Cũng như đúng rồi.